Úi giời ơi, nhím ơi là nhím, bẩn quá. Vừa mới thay cho giờ đã bẩn thế này rồi. À, mình chào tất cả các bạn nhé. Mình vừa chăm sóc cái con gà trọi của mình nó bị ốm xong. Thì bây giờ mình mới lại quay xuống để tiếp tục thay chuồng và chỉnh trang lại cái chuồng cho con nhím này các bạn nhé. Đây, thì mình sẽ phải bắt con nhím này ra ngoài này để mình mới dọn vệ sinh được cho nó. Thì bây giờ bắt ra ngoài này cũng hơi khó khăn đấy nhỉ các bạn nhỉ. Để mình đặt cái con này xuống đất đã. Rồi mình sẽ đặt cái tấm này lên đây để cho nó ngồi vào đây này. Như một quả bóng luôn. Đấy. Rồi ở đấy nhá, tẹo nó cho ăn sau, đừng chạy đi ngã đấy. Nào con này nữa. Cái con này thì nó hiền hơn các bạn ạ. Cái con này nó hiền hơn là cái con trắng kia. Đấy, ok. Ngoảnh cái mặt ra đây xem nào. Đây. Không biết là nhím này nó có ăn rau không các bạn nhỉ? Để mình thử hái cho nó tí rau xem nó có ăn không. Ôi giời ơi. Ghê, nhìn mặt đáng yêu thế. Hai mắt nó tròn xoe các bạn, hai mắt nó tròn xoe, cái mũi nó nhọn hoắt này. Đấy, căn bản là mình mới nhấc nó ra thì là nó còn rát đấy, nhưng mà mình nhấc ra một lúc mình chơi với nó thì nó lại thuần ngay mà. Cái con này thì là nó không nhát bằng cái con này, cái con trắng này nó nhát người hơn này các bạn này. Đấy. Nhưng mà mình vẫn sờ được. Lúc mà mình mới nhấc ra thì là nó nhát vậy thôi, nhưng mà bây giờ thì nó lại bình thường các bạn này. Đấy, lại vuốt cái lông nó lại mịn màng như là vuốt lông của một con chuột luôn các bạn ạ. Đấy. Nó nhát thì nó dựng cái lông lên thì mình cảm giác là nó đau thôi nhé. Còn nếu bình thường ấy, nếu mà nó không dựng lên thì mình vuốt cái lông nó, mình vuốt thích cực nhé. Nó lại vừa thẳng thẳng này, nó lại vừa nó kiểu nó xuôi xuôi ấy, nhìn vuốt thích cực. Ui, con này chạy ra kia rồi. Từ từ con này đi vào. Ui, ông cụ ra đằng đấy làm gì ấy? Đây các bạn này, đấy, nó hiền không? chạy đi đâu rồi? Chạy đâu rồi? Hả? Chạy đâu rồi? Hả? Này, ngã bây giờ này. Cho đứng ở trong cái đấy sạch sẽ đi, không đứng. Chạy ra ngoài này làm cái gì? Ở đây để theo tẹo đây đi, hái rau cho ăn nhá. Cho ăn rau tươi luôn nhá. Nào đi vào đây. Đây mình cầm thoải mái này các bạn này. Đấy. Không có đau đâu. Nó không còn sợ mình nữa, đâm ra là mình cầm thoải mái rồi các bạn này. Đó. Còn một con này nữa. Con này thì nó hiền hơn này. Đấy, cầm thoải mái mà. Không phải đeo găng tay nữa các bạn ạ. Ui. Ngã này. Khôn không? Ngã này. Ngã rồi. Nào ra đây đi để chuẩn bị để đi hái thức ăn cho ăn đã. Ngồi im ở đây. Không chạy. Không được chạy cơ mà. Hay nhỉ. Cái con này xem nào. Ôi con này mình nhìn kỹ mắt nó hơi màu đỏ đỏ các bạn này. Mắt nó hơi đỏ đỏ này. Đấy, con này thì mắt đen tuyền luôn. Cái con này mắt đen tuyền luôn này. Các bạn nhìn này, đây cái con này mắt đen tuyền luôn. Con kia mắt hơi hồng hồng một tí. Ôi, cái con kia nó chạy nhanh không? Đấy. Đấy. Có khả năng là mình phải nhốt nó vào một cái gì đó thì để mình mới đi vệ sinh được cái chuồng này cho nó, không mình thả lên nó chạy nhanh lắm. Đấy, cái chuồng này mình đã kịp vệ sinh cho nó đâu. Ui. Làm gì? Nào. Nhảy xuống. Lại chạy quanh lại. Cái con màu trắng này có vẻ là nó hiếu động hơn cái con màu đen các bạn ạ. Cái con màu trắng này nó hiếu động hơn này. Ui. Chạy đi đâu rồi? Động giúp. Giờ mình sờ nó thoải mái các bạn ạ. Đây, các bạn thấy chưa? Sờ thoải mái luôn. Chít. Làm gì ấy? Đi tìm cái gì đây hả chít? Đi tìm đồ ăn à? Này ngã này. Khôn không biết lùi lại đấy, Ngã này. Còn con kia nó cứ quanh quẩn ở chỗ cái nắp kia thôi. Lần đầu tiên nó được thả ra ngoài vườn này, đâm ra nó đang khám phá cái không gian xung quanh. Mình thả nó vào trong cái thúng tôn đấy. Còn con này nữa, con này nó hiền hơn, nó không có nục nọi nhiều đâu. Chính cái con trắng kia nó lại nục nọi nhiều chỗ này. Đấy. Hai. Đấy. Không biết là nó ăn được những cái rau gì nhỉ?
Rau diếp nhà mình cũng có này, cà chua cũng có này, rau bắp cải cũng có, rau củ cũng có này. Đó, chỉ thiếu mỗi cái cỏ voi. Cái cỏ voi mình nghĩ là con nhím này nó cũng ăn được. Nhà mình không có cỏ voi. Bịp 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 bịp. Con kia nữa đâu? Hả? Đâu con bịp nữa? Gụ đấy, gụ đấy. Chuẩn bị gụ giờ này. Biết ngay. Nhìn cái điệu này là biết chuẩn bị gụ. Đâu con nữa rồi? Đâu con nữa? Hả? Nào lên tay anh. Nên. 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 Nó thích đứng ở đây phơi nắng hay sao các bạn ạ? Ép nó mới lên. Ép nó mới chịu lên. Còn con nữa đâu? À kìa kìa kìa. Con nữa kìa, nó đang kiếm ăn ở dưới bụi cà chua này. Vào đây chơi với nó. Không được đánh nhau nhé. Hai con này cứ đến cái mùa sinh sản là nó lại đánh nhau các bạn ạ. Hình như nó là hai con trống hay sao ấy. Cứ đến mùa sinh sản là vào cái mùa này này là hai con là hay đánh nhau lắm. Đấy 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 đấy, đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Đuổi ngay. Bướng ấy, không chơi đứng gần, đuổi mẹ bé ngay. À, cái rau sam này để mình thử hái cho con nhím xem nó có ăn không nào. Cái rau sam này với lại cái rau diếp cá, cái khu vực này là mới trồng này, nó chửa lên lắm. Hái ít thôi, chắc là nó không ăn nhiều đâu, bởi vì là mình có thức ăn khô cho nó rồi mà. Thế nào? Sợ nó chứ hả bịp? Đây là con bịp bịp lành của mình này các bạn này. Kia là con bịp 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 nghịch này, đấy. Nhưng mà ngày xưa là con bịp bịp nghịch là sợ con lành này lắm, nhưng bây giờ con lành này lại sợ con nghịch, mình không hiểu tại sao. Đấy, rất chỉ là lạ, nó cứ hoán đổi nhau nó như thế đấy. Càng lớn càng ương cơ mà. Nhưng mà cái con này tài lắm, không bao giờ lông con này mượt được bằng cái con kia của mình. Thế như này, cái con nghịch này không bao giờ lông mượt được bằng cái con ngoan này của mình. Cái con ngoan này lông lúc nào thì rất chỉ là mượt. Ở đây nhá. Đây để mình cầm cái này về cho nó ăn. Có thể là hái thêm cho nó một chút cỏ nữa các bạn nhỉ. Cỏ này, rau thèn này, các kiểu. Đây này. Nói chung là rau cỏ nhà mình ở ngoài vườn thì toàn bộ sạch hết, không bao giờ phun thuốc sâu các bạn. Cho nên là rất là sạch sẽ. Đâu nhỉ? Ui xì. Này. Có ăn không? Có ăn không? Có ăn không? Quen ăn thức ăn đóng gói sẵn rồi mà là chưa chắc nhìn thấy cỏ đó đã ăn đâu các bạn ạ. Nó rũi gì? Rũi gì? Rũi rũi. Không ăn nó rũi các bạn ạ. Nó ủi đi này. Nó quen cái thức ăn mà dành cho nhím ấy. Thức ăn mà dành cho nhím mà mình mua sẵn ở trên Lazada ấy, là mình mua về cho nó ăn. Nó ăn quen thức ăn đấy rồi. Đâm ra là có vẻ là cỏ bên rau này nó không ăn mấy các bạn ạ. Rau, củ, quả là những cái loại này nó ăn được hết mà. Nếu như mà có củ khoai lang ấy, chắc chắn là mình vứt vào đây là nghĩ là nó sẽ ăn tốt hơn ấy. Khoai lang thì nhà mình lại không trồng. Nhà mình chỉ trồng khoai lang lấy lá, không trồng khoai lang lấy củ. Ê, 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 tự nhiên lại dữ hơn này. Ê, 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 vừa sờ được thoải mái xong. Ê, giật mừng. Giật mừng, giật mừng. Ngở cái mặt đó xem nào. Ngở cái mặt đó xem nào. Nãy vo tròn rồi, nãy vo tròn rồi. Có vẻ là nó không muốn ăn cái lá này mấy các bạn ạ. Nào vào chuồng nhá. Đi. Đây. Đấy, đây là cái mùn thơm mà mình vừa thay cho nó này các bạn này. Đấy, kể ra nuôi cái bọn này mình muốn nó sạch sẽ mới lại thơm tho cũng tốn kém phết đấy. Cái mùn thơm này là mình mua vào 35.000 một bịch, ship về nhà là vào hơn 40.000 đấy các bạn. Thì một bịch thì mình chỉ dùng được tầm khoảng 2-3 lần thôi. Đây đây. Đấy, một bịch của nó thì nó đầy cái túi này. Đấy. Tốn kém phết đấy. Cái mùn đấy là mình dùng cho nhím này này, với lại mình dùng cho cái con chuột hamster. Đấy, còn con sóc thì may thì không phải dùng. Đây này, cái thức ăn mà đúng chúng nó ưa thích đây này, cái thức ăn đóng gói sẵn này các bạn này, đấy. Cái thức ăn này hình như nó là cái thức ăn mà có thể là dành cho chó cảnh được ấy các bạn ạ. Đấy, cái thức ăn mà dành cho chó ấy. Chứ không phải là thức ăn dành cho nhím đâu. Nếu thức ăn dành cho nhím thì nó còn đắt hơn nữa cơ. Hôm nọ mình cũng lên một cái diễn đàn mình xem cái thức ăn dành cho nhím nó khá trên là đắt. Đây là thức ăn dành cho chó này, nhưng mà nó ăn rất thì tốt. Bọn này giờ nó ăn theo kiểu gọi là ăn theo kiểu gọi là gì nhỉ? Công nghiệp mất rồi, nó không ăn cái đồ rau củ quả tự nhiên kia. Trừ khi mà để chúng nó đói quá mình nâu không cho ăn cái này này thì nó mới ăn cái đồ kia đấy các bạn. Rồi để bây giờ cất nó vào. Và cùng ngược về trên này thì các bạn ơi, cái tổ chim mà cu pháp này của mình này. Đấy thì hôm qua mình phát hiện ra là có một cái con chim cu pháp non nó bị nhảy ra ngoài.
Đó chính là vì cái lý do mà mình để thức ăn ở bên này này. Các bạn xem video trước của mình là mình, các bạn cũng biết là mình để thức ăn ở bên này đúng không? Làm cho con mẹ mỗi lần nó ra nó kiếm thức ăn thì là cái con nó bị cuốn theo ấy, thì là nó rơi ra ngoài và sau con mẹ nó không biết cầm vào. Đó cho nên là bây giờ mình đã chuyển hết cái thức ăn về sát cái tổ của mẹ nó rồi. Mẹ nó ngoảnh bên trái thì có thể uống được nước, và ngoảnh sang bên phải để có thể ăn được thức ăn luôn. Cho nên là không bị cái trường hợp mà cái con nó bị rơi ra ngoài tổ nữa. Đấy, và mình phát hiện ra có một con của mình là nó bị kiểu như đi ngoài, nó dính phân ở cái đằng sau đuôi ấy. Thì không biết là liệu có ảnh hưởng gì không. Để bây giờ mình đặt cái máy quay ở đây cho các bạn thăm xem là cái con mẹ nó chăm sóc cái con như nào các bạn nhé. Còn về cái phía AV này thì cũng đã khá lâu rồi, hôm nay mình mới lại nhặt trứng của con chim cút các bạn ạ. Đợt vừa rồi thì nó không đẻ mấy đâu, đợt này thì nó mới lại đẻ lác đác mấy quả. Đợt trước nó đẻ dày lắm chứ sao đợt này nó lại không đẻ mấy các bạn ạ. Cún, chạy ra. Vừa rồi mình có mang trứng cút đi ấp nhưng mà không nở. Mình nghĩ rằng là một con trống với lại bốn con mái là nó không thể đủ trống được, cho nên là nó không nở là phải thôi. Cái một con trống của mình nó đâu ấy nhỉ? Để tẹo nó mình xem. Bây giờ mình đi nhặt trứng đã. Nhìn từ bên ngoài vào thì mình thấy lác đác mỗi chỗ một quả đây. Đợt này nó đẻ kém lắm. Không biết là vào cái mùa này nó đẻ kém hay sao. Đây mới được một quả này, hai quả này. À chỗ kia mình thấy 3-4 quả hay sao ấy. Đây này. Wow. Ba quả. Đây cái chỗ này nó làm tổ tròn xoe này các bạn này. Cái lúc mình vào con cút nó vừa chạy từ trong này ra đấy. Đây được 3 quả này. Ôi trứng vẫn còn ấm. Con cút nó vừa nằm ở đây xong, trứng vẫn còn ấm các bạn ạ. Đấy. Wow. Cái khu vực này nó hơi bẩn một tí. Đây còn 2 quả này. Hai quả là đi 2, 4, 5, 6, 7 quả này. Được 7 quả các bạn ạ. Để mình xem xong còn ở đâu nữa này. 7 quả, nó đẻ dài rác cả. Không cứ chỗ nào cả đâu. À đây, chỗ con cút này nằm. Ô, con cút vừa chạy ra này. Đây có 3 quả nữa này. Đây có là một cái tổ lớn rồi. Để mình xem xem. Không còn nữa rồi. Không còn nữa. Hết rồi. Đấy, rất lâu rồi hôm nay nó mới đẻ được từng này trứng. Cái trứng này vì là nó không nở được các bạn ạ, đâm ra là mình phải nhặt nhạnh rồi sau cho vào lấu nhà mình ăn đấy. Trứng cút này mình thường luộc lên rồi sau cho vào lấu kiểu kho tàu ấy. Trứng cút này kho tàu với thịt lợn ăn ngon lắm, nhưng ít này thì chưa đủ lấu. Mình có để tạm đây, hôm nào mà được nhiều tầm khoảng 20 quả này mình lại lấu một lần. Ấp nó có lở đâu mà chả phải lấu hả các bạn. Đấy. Cún đây. Đấy mà nhặt trứng này ngó gì ấy hả? Ngó gì đây? Lúc nãy ngồi máy tính thì mình lại lọc lại được cái video cũ của con cún này ngày xưa các bạn ạ. Xem lại cũng rất là buồn cười cái video đây, hình như mình chưa đăng cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ chèn cho các bạn xem là cái hình ảnh của con chó cún là ngày trước mà cách đây cũng khá lâu rồi đấy. Cái video đấy là bây giờ mình quay sau thế nào mình lại để đấy không sửa. Đợt này mình vừa tẩy sán cho nó này. Và mình mua thêm cái bê com nếch. Thì nhưng mà trước khi mà mình vào cái... đây bố nhóc con này cân ra. Trước khi vào sử dụng cái tẩy sán và cái bê com nếch thì mình cân thử cho các bạn xem là con này được bao nhiêu cân. Nhưng mà nặng hơn cái đợt mình mang về cũng khá rồi các bạn ạ. Đấy, đây để con đặt lên xem nào. Đứng im. Ôi giời, con chừa được 5 cân. Ôi, 4 cân, hơn 4 cân. Hơn 4 cân. Cân 5 cân hết. Ôi. Ăn quá tay cái này đi hả? Ăn quá tay cái này đi ngoài. Mà cho ăn ít thì ăn quá tay cái này đi ngoài. Cái lúc gầy nhìn xấu thế. Nào bây giờ anh thử cân xem được bao cân nào. Nào bao nhiêu cân nào. Bao nhiêu cân, đứng im nhá. Cún đứng im. Đứng im khéo ngã. Đứng im đấy. Đứng im nhá. Đứng im. Không được cựa quậy. Đấy, các bạn nhìn xem được bao nhiêu cân. 10 cân tròn các bạn ơi. 10 cân tròn. Lâu ghê mình cũng không cân đấy con cún này ngày xưa. Bây giờ là được 10 cân tròn. Hơi non một xíu thôi. Nông đuôi, nông tai đầy đủ hết rồi, không còn thiếu chỗ nào là không có lông nữa. Giờ lớn lên ương phết ở trong nhà chắc lắm.
Trông nhà chắc lắm, ngoan lắm, cún nhỉ. Ngoan lắm, rất nhiều người hỏi mua lại con chó này của mình nhưng mà mình không bán các bạn ạ. Nó là một cái kỷ niệm của mình mà. À, một chân nó có huyền đà này các bạn này. Đấy, cái móng thừa này gọi là huyền đà này. Bình thường ấy con chó nó chỉ có một móng này, hai móng này, 3, 4 và 5 móng thôi, thì nhưng mà con chó này nó có 6 móng này. Đấy, gọi là huyền đà. 1 2 3 4 5 đúng không? 5 móng. Đấy. Nếu mà nó có huyền đà cả hai chân sau thì đẹp, nhưng mà huyền đà một chân là cũng ương rồi. Huyền đà một chân là rất chi là ương rồi. Có da có thịt cái, có lông có lá, cái nhìn đẹp hơn khối. Nha. Nhe. Ngủ luôn à? Ngủ luôn à? À thôi các bạn ơi, có khả năng là video mình xin phép kết thúc ở đây nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. À, bây giờ có khả năng là mình sẽ làm một cái chuồng mới và bắt hai con chim cu thái của mình ra để rốt riêng vào một cái chuồng, bởi vì ở trong này bọn chim này nó quậy, con chim cu thái quá, đâm ra là nó không thể sinh sản nổi các bạn ạ. Đấy, thì video sau mình sẽ tiến hành làm nó một cái chuồng đàng hoàng và bắt riêng nó ra đấy các bạn nhé. Chào các bạn.